Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912, mất ngày 28 tháng 8 năm 1941. Cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Cừ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng trong sáng và cao đẹp. Những cống hiến to lớn và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc ta, dân tộc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng. Là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn cách mạng. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ các bạn nhé! Một, tiểu sử của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912 trong một gia đình trí thức nghèo thuộc dòng họ Nguyễn Trãi tại làng Phù Khê, Tổng Nghĩa Lập, Phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Mùa thu năm 1927, đồng chí Nguyễn Văn Cừ thi vào trường Bưởi ở Hà Nội, tức trường bảo hộ Lycée du Protectorat, nay là trường phổ thông trung học Chu Văn An, Hà Nội. Đỗ loại giỏi, được cấp học bổng toàn phần và được ở ký túc xá. Những năm học ở trường Bưởi, được tiếp xúc với nhiều bạn bè, học sinh lớp trên, được họ kể về những cuộc đấu tranh đã diễn ra trong nhà trường như bãi khóa, phản đối chính quyền thực dân Pháp kết án nhà yêu nước Phan Bội Châu, đòi truy điệu và để tang chí sĩ Phan Chu Trinh. Tư tưởng yêu nước và cứu nước của đồng chí Nguyễn Văn Cừ bắt đầu từ đây. Đầu năm 1928, tại trường Bưởi, đồng chí được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đang học năm thứ hai của trường Bưởi thì đồng chí bị bọn mật thám Pháp phát hiện có tham gia vào các hoạt động yêu nước cách mạng và bị đuổi học khỏi trường. 2. Những ngày cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Tháng 5 năm 1928, sau khi rời khỏi trường Bưởi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở về làng Hà Lỗ, Đông Anh, Hà Nội, ở nhà cụ Dương Tuấn Duy, một nhà nho nghèo yêu nước. Tại đây, đồng chí đã mở các lớp dạy học nhằm tuyên truyền giác ngộ cách mạng đối với đông đảo thanh niên. Đồng chí bị thực dân Pháp phát hiện, bắt đưa về Hà Nội, nhưng do không có bằng chứng nên buộc chúng phải trả tự do. Cuối năm 1928, Kỳ bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp và đưa ra chủ trương vô sản hóa nhằm đưa các hội viên của mình vào các nhà máy, đồn điền, hầm mỏ để tự rèn lập trường giai cấp và tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong giai cấp công nhân. Bấy giờ, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã được đồng chí Ngô Gia Tự là Bí thư Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Ninh giới thiệu với đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là Bí thư Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hải Phòng đưa đi vô sản hóa ở vùng mỏ Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Văn Cừ sống ba cùng với giai cấp công nhân, cùng ăn, cùng ở và cùng làm. Cũng từ đấy, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bước vào con đường hoạt động cách mạng chuyên nghiệp. Năm đó, Nguyễn Văn Cừ mới 17 tuổi. Tháng 6 năm 1929, khi Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời, đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở thành một trong những đảng viên Cộng sản đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng và ngay trong tháng 6 năm 1929, đồng chí Cừ đã cùng với các đồng chí Hướng thành lập được chi bộ đảng ở Uông Bí, Vàng Danh, Quảng Ninh, bao gồm một số thợ lò, thợ máy và hội viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Nguyễn Văn Cừ trở thành đảng viên của đảng, giữ chức bí thư đặc khu ủy Hòn Gai, Uông Bí. Giữa lúc phong trào cách mạng vùng mỏ đang phát triển mạnh mẽ, thì ngày 15 tháng 2 năm 1931, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị mật thám Pháp bắt trên đường đi công tác tại Cẩm Phả, Hòn Gai. Biết đồng chí là cán bộ đảng phụ trách vùng mỏ, thực dân Pháp đã đưa đồng chí về sở mật thám Hải Phòng, dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man, hòng moi tin tức, nhưng chúng đều thất bại. Sau đó, chúng đưa đồng chí về nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội để giam cầm. Mặc dù không đủ bằng chứng, nhưng tòa đề hình Hà Nội vẫn xử đồng chí án tù chung thân và đưa đi đày ở nhà tù Côn Đảo. Tại đây, mặc dù dưới chế độ khắc nghiệt của thực dân Pháp nhằm tiêu diệt ý chí cách mạng của những chiến sĩ cộng sản, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Cừ cùng với các đồng chí của ta đã biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cộng sản. Từ trong ngục tối, các đồng chí cộng sản đã cùng nhau trao dồi chủ nghĩa Mác Lênin, thắp sáng niềm tin và tiền đồ thắng lợi của cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ cùng với các đồng chí của mình tham gia vào nhiều cuộc đấu tranh chống chế độ hà khắc của nhà tù và đòi cải thiện đời sống. Tham gia vào việc dịch một số tác phẩm kinh điển ra tiếng Việt và chép vào những tập giấy thuốc lá để phổ biến rộng rãi cho anh em khác. Chính những năm tháng tù đầy khổ ải,
Nguyễn Văn Cử đã cùng đồng chí của mình biến nơi tù đày thành trường học cách mạng, thành nơi chui rèn ý chí, bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng. Năm 1936, do thắng lợi của mặt trận nhân dân Pháp và áp lực đấu tranh của nhân dân ta, đồng chí Nguyễn Văn Cử và một số đồng chí tù chính trị ở Côn Đảo được trả tự do. Đồng chí Nguyễn Văn Cử đã trở về Hà Nội, liên lạc với các đồng chí ở Trung ương, thành lập ra Ủy ban Sáng kiến nhằm khôi phục cơ sở và phát triển phong trào cách mạng. Tháng 7 năm 1937, đồng chí tham gia thành lập xứ ủy Bắc Kỳ, mở đầu cho thời kỳ khôi phục các cơ sở đảng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đồng thời mở ra thời kỳ đấu tranh của quần chúng đòi dân sinh, dân chủ và đưa đảng ra hoạt động công khai. Đầu năm 1938, đồng chí Nguyễn Văn Cử bí mật rời Hà Nội vào Sài Gòn để dự hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, được triệu tập tại Hóc Môn, Gia Định từ ngày 29 và 30 tháng 3 năm 1938. Hội nghị đã xem xét tình hình hoạt động của Đảng, các tổ chức quần chúng từ hội nghị tháng 9 năm 1937 đến nay và định ra đường lối cho phù hợp với tình hình mới. Ngày 30 tháng 3 năm 1938, hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng và cử Ban thường vụ Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Cử được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, là Tổng bí thư trẻ nhất trong lịch sử Đảng ta. Từ đây, với cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cử trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, nhân ngày quốc tế lao động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí, Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương đã tổ chức một cuộc meeting khổng lồ tại khu đấu xảo Hà Nội. Trong cuộc meeting này, quần chúng đã dâng cao cờ đỏ và biểu ngữ, hát quốc tế ca, hô vang khẩu hiệu đòi các yêu sách về kinh tế, chính trị. Đây là đỉnh cao của phong trào quần chúng đấu tranh trong thời kỳ vận động dân chủ. 3. Nhà lãnh đạo xuất sắc. Tháng 7 năm 1939, với bút danh Chí Cường, đồng chí Nguyễn Văn Cử đã viết và cho in cuốn Tự chỉ trích, là một tác phẩm lý luận cách mạng xuất sắc, đã chỉ đạo quần chúng cách mạng đấu tranh lột mặt nạ bọn Trotsky phản động. Thẳng thắn phê phán tư tưởng cải lương, thỏa hiệp dưới mọi màu sắc, đồng thời đưa ra nguyên lý phê bình và tự phê bình trong nội bộ đảng nhằm củng cố và xây dựng đảng. Và đến nay, tác phẩm Tự chỉ trích vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng, phát triển đảng. Tháng 11 năm 1939, đồng chí là một trong những người triệu tập và chủ trì hội nghị trung ương họp tại Bà Điểm, Gia Định, quyết định việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương. Ngày 18 tháng 1 năm 1940, trên đường từ nhà chị Hai Sắc ở làng Bà Điểm, nơi đồng chí Nguyễn Văn Cử ở lúc đó, đến cơ quan đảng ở đường Nguyễn Tấn Nghiêm, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, để bàn công tác với đồng chí Lê Duẩn. Nguyễn Văn Hiếu, tức Giáo Hoan, do bị lộ, đồng chí Nguyễn Văn Cử đã bị bắt cùng với hai đồng chí của mình. Trong 13 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Cử nhiều lần bị thực dân Pháp bắt, giam cầm, tra tấn rất dã man, tàn bạo, nhưng đồng chí luôn nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất. Khi bị giải ra pháp trường, trước họng súng kẻ thù, đồng chí vẫn hiên ngang tỏ rõ khí phách của người cộng sản. Ngày 23 tháng 11 năm 1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, thực dân Pháp khép đồng chí vào tội là người đã thảo ra nghị quyết thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương, chủ trương bạo động và là người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Thực dân Pháp kết án tử hình đồng chí. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, bị thực dân Pháp xử bắn tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định cùng với một số đồng chí khác như Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu tại trường bắn Hóc Môn. 29 tuổi đời, hơn 13 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 7 năm bị giam cầm trong nhà tù Đế Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Nổi bật nhất ở đồng chí là tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm làm cho Đảng ta thống nhất về tư tưởng và hành động, thật sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cử là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Cử đã đi vào lịch sử dân tộc là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta và mãi mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời cách mạng Việt Nam. Tên của đồng chí Nguyễn Văn Cử được đặt cho các đường phố ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Văn Cử còn là tên của nhiều trường trung học, trường đào tạo cán bộ. Ví dụ như trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cử tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, vùng đất nơi ông trưởng thành, và một số phường, ví dụ như phường Nguyễn Văn Cử ở Quy Nhơn. Các bạn vừa theo dõi Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử,
nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Các bạn nghĩ sao về nhân vật đặc biệt này? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phía dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.